người nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba thường niên. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về những hạt giống. Chúa Giêsu dùng những hạt giống ấy như là những cách thế ẩn dụ để dạy chúng ta về nước Thiên Chúa. Khi chúng ta nghe đoạn tin mừng này, chúng ta có thể hình dung về những hạt giống mà Chúa Giêsu muốn chúng ta gieo trồng. Không phải là gieo trồng nơi một mảnh đất nào đó, nhưng là gieo trồng nơi mảnh đất tâm hồn chúng ta. Đây là những hạt giống sẽ trổ sinh những hoa trái cho Thiên Chúa, cho anh chị em của chúng ta và cho chính chúng ta. Vậy thì đâu là những hạt giống mà chúng ta phải gieo trồng trong mảnh đất tâm hồn của chúng ta? Trong bài đọc 1 của ngày hôm nay, trích thư gửi tín hữu Hippri, tác giả nói về những hạt giống mà chúng ta cần phải gieo. Trước hết đó là hạt giống niềm vui. Hạt giống niềm vui ấy có thể giúp chúng ta đứng vững trước sự đau khổ. Chúng ta có thể phải gặp rất nhiều khó khăn, đau khổ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể có được niềm vui nếu như chúng ta có lòng tin. Lòng tin không giúp chúng ta tránh được những đau khổ, nhưng chúng ta biết rằng sự sống đời đời với Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Và đó chính là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta, trong tâm hồn của những người tin. Và niềm vui ấy vượt trên hết mọi sự đau khổ ở đời này. Một hạt giống khác mà được đề cập trong bài đọc 1 hôm nay, đó là lòng tin tưởng mạnh dạn. Tác giả thư gửi tín hữu Hippri nói rằng, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Thưa anh chị em, trong đời sống đức tin của chúng ta cũng phải trải qua những thăng trầm. Có những lúc chúng ta gặp những thử thách về lòng tin, về những lời hứa của Chúa Giêsu. Nhưng tác giả thư gửi tín hữu Hippri khích lệ chúng ta rằng, hãy gieo nơi tâm hồn chúng ta lòng tin tưởng mạnh dạn vào Thiên Chúa. Thế gian có thể lừa lọc chúng ta, có thể thất hứa với chúng ta, nhưng với Thiên Chúa thì không. Vì qua Chúa Giêsu, Ngài cho chúng ta thấy Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta và hứa ban cho chúng ta một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời. Và cuối cùng, hạt giống mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng đó là lòng tin. Sống lòng tin thì chúng ta không bao giờ đánh mất sự tín thác vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Vì thế thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy gieo và nuôi dưỡng những hạt giống đó, để chúng ta có thể làm cho tình yêu của Thiên Chúa được nở hoa, được sinh hoa kết trái trong tâm hồn chúng ta, để cho tình yêu của Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Amen.